Thưa tất cả thần dân rồng, được sự yêu cầu của vua rồng, thế giới chúng ta đã tổ chức một trận chiến để chọn ra con rồng con mạnh nhất trở thành thái tử rồng thay thế cho vua rồng sau này. Và ngày hôm nay cũng đã gần đến hồi kết thúc. Bây giờ sẽ là một trận chung kết cuối cùng giữa hai con rồng con mạnh nhất để xem ai sẽ đăng ngôi trở thành thái tử. Trận chiến chính thức bắt đầu. Anh trai, bây giờ chỉ còn hai chúng ta mà thôi. Em sẽ không thể thua anh đâu. Trời, mày đừng có mơ, ta phải thắng mày. Ta phải trở thành thái tử rồng, rồi trở thành vua rồng, thống trị cả nơi này. Chết đi, chết đi. Không dễ dàng như vậy đâu. Em sẽ cố gắng hết sức đánh bại anh. Khốn kiếp, khốn kiếp. Hả? Thắng rồi. Không, tao không phục. Tao mạnh hơn mày mà tại sao tao thua mày? Anh trai. Kết quả trận cuối cùng cũng đã có. Rồng con màu đỏ đã giành chiến thắng. Hãy mau lên chỗ vua rồng nhận xét phong đi. Kính thưa vua rồng, mặc dù tôi đã giành chiến thắng, nhưng mà tôi may mắn thôi. Anh trai của tôi mới là kẻ mạnh hơn. Xin ngài hãy ban cho anh ấy trở thành thái tử rồng. Có lẽ đây là ý trời. Tên anh trai của người quá tự cao nên hắn mới thua tức tưởi như vậy. Còn người thật xứng đáng để trở thành thái tử rồng. Không, tôi chỉ muốn tham gia trận đấu rồi cố gắng thể hiện sức mạnh của mình mà thôi. Tôi không muốn làm thái tử gì đâu. Trời đất ơi, nhìn kia, anh trai của rồng đó, sau khi thất bại, hắn đã bỏ đi khỏi thế giới rồng rồi kìa. Không, anh ơi. Vâng, chào các bạn. Hôm nay tôi là một con rồng con, và anh trai của tôi cũng như thế. Nhưng khi hai anh em tôi tham gia lôi đài để chọn ra thái tử rồng, tức là rồng con sẽ kế thừa vua rồng sau này, thì anh em chúng tôi đã cố gắng chiến đấu vượt qua bao nhiêu đối thủ, cho đến khi trận chung kết cuối cùng, hai anh em chúng tôi lại gặp nhau. Tôi may mắn đánh bại anh trai của mình, đã khiến cho anh ấy rất buồn và bỏ đi không một lời từ biệt. Mặc dù đã chiến thắng, trở thành thái tử rồng, nhưng tôi không vui. Hằng ngày cứ đứng ở đây chờ anh ấy quay trở về. Nhưng chờ hoài mà anh trai của tôi, người thân duy nhất, vẫn không thấy hình bóng ở đâu. Tôi rất lo lắng, không biết một năm qua anh ấy có sống tốt hay không, có còn nhớ tôi không, nhớ những ngày tháng rủ tôi đi nhìn mấy con rồng cái tắm hay không. Một năm ròng rã chờ đợi, người của tôi cũng đã lớn thêm một chút, cứng cáp hơn. Nhưng tôi không muốn ở đây đợi chờ anh tôi hoài thường. Tôi muốn đi tìm anh ấy. Thế là tôi quyết định tới chỗ vua rồng và cầu xin vua rồng cho phép tôi đi. Thế giới bên ngoài vô vàn hiểm nguy. Nay con là thái tử rồng rồi. Nếu con thật sự muốn, ta sẽ cho con đi. Nhưng hãy nhớ một câu này: giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Kẻ xấu thì không bao giờ tốt lên được đâu. Vâng, con biết rồi thưa vua rồng. Con đi đi. Tôi cũng nhanh chóng sải đôi cánh và bay thật nhanh lên trên bầu trời, hy vọng tìm được tung tích của anh trai mình. Cứu chúng tôi với. Đau quá. Có ai cứu chúng tôi không? Bọn chúng sắp giết hết lại chúng tôi rồi. Ồ, có chuyện gì vậy? Hình như là ở bên dưới hai con voi mammoth đang bị tấn công bởi lũ rồng chết chóc thì phải. Không hay rồi, mình phải ra tay cứu giúp mới được, không thể làm ngơ. Đi, anh bạn rồng lửa ơi, cứu chúng tôi với, chúng tôi đau quá. Tôi sẽ giúp hai bạn ngay đây. Nhưng mà tại sao loài voi các bạn lại gây thù chuốc oán với lũ rồng chết chóc này, để bọn chúng tàn sát đến như thế? Loài voi chúng tôi rất hiền lành, nhưng lũ rồng chết chóc này cứ muốn giết dòng loại của chúng tôi để lấy cặp gà. Bọn chúng rất tàn độc, đã giết hết thành viên trong gia đình của chúng tôi rồi, chỉ còn hai chúng tôi mà thôi. Thật đen ghét, sao bọn chúng độc ác đến như thế. Chết đi. Không hay rồi, sức của mình cũng không đủ giết chết bọn chúng. Này hai bạn voi, hai bạn tấn công một con, tôi tấn công một con. Được, yay. Chết đi. Cũng may chỉ lẽ bọn chúng ra, sức của bọn chúng yếu đi. Chết đi, đồ đáng ghét. Hay lắm, giờ thì loài voi các bạn được an toàn rồi. Không đâu. Bọn chúng còn nhiều lắm,
Thậm chí bọn chúng còn có một tên thủ lĩnh. Chính tên thủ lĩnh này ra lệnh sai lũ rồng chết chóc đi giết những sinh vật khác để lấy những thứ quý giá của những sinh vật đó, để cho hắn cường hóa cơ thể của hắn trở nên độc địa hơn, hắc ám hơn. Cái gì chứ? Bọn chúng còn có thủ lĩnh nữa à? Đúng vậy. Chúng tôi nghe nói tên thủ lĩnh đó đang ngự trị ở ngọn núi phía tây đằng kia kìa. Nhưng mà anh đừng đụng tới bọn chúng, nguy hiểm lắm. Không, các bạn đừng lo, tôi không sợ bọn chúng đâu. Tôi phải tới đó nói lý lẽ với bọn chúng. Thế là tôi cũng một lần nữa cất cánh và gác lại cái việc đi tìm anh trai, để tới nói lý lẽ với tên thủ lĩnh của bầy rồng chết chóc. Bay một hồi, cuối cùng tôi đã tới ngọn núi cần đến. Nè nè nè, con rồng đó kìa, mày tới đây nạp mạng hay sao vậy? Đúng vậy, ta tới đây để cho các ngươi ăn thịt nè. Nhưng mà trước tiên hãy cho ta gặp thủ lĩnh của các ngươi đã. Được, vào trong đi. Có chuyện gì vậy? Kẻ nào to gan dám tới cả nơi đây của ta? Là một con rồng giống loài của mình. Giọng nói này sao quen quá vậy? Đúng rồi, anh trai, anh trai. Hả? Ngươi là... thì ra là ngươi. Ngươi tới đây làm gì? Không phải ngươi đang hạnh phúc với cái vị trí thái tử rồng ở quê hương của ngươi hay sao? Không, không. Từ ngày anh bỏ đi, em luôn nhớ anh, em luôn chờ anh về. Nhưng mà tại sao người của anh, cơ thể của anh trông gớm ghiếc thế này? Đúng rồi, tại sao anh lại thống lĩnh cái lũ rồng chết chóc đi sát hại những sinh vật khác chứ? Hãy mau dừng lại đi. Mày xen vào chuyện của tao quá nhiều rồi đó. Nếu mày muốn chết thì tao cho mày chết. Giết nó đi. Dừng lại đi, dừng lại đi. Tại sao tao phải dừng chứ? Những con rồng chết tiệt kia không cho tao làm thái tử rồng thì tao sẽ tự trở thành vua của muôn loài. Tao đi đây. Không, không, dừng lại đi, dừng lại đi. Lũ rồng chết chóc đáng ghét đây, các người hù với tên anh trai của ta, làm điều xăm bậy. Vậy thì ngày hôm nay ta sẽ đại khai sát giới, ăn thịt tiêu diệt hết các người. Chết đi. Thưa các bạn, thật không ngờ tôi đã gặp chính anh trai của mình tại cái ngọn núi này. Và không ngờ hắn ta bây giờ đã trở nên tàn độc và không còn là anh trai của tôi như ngày xưa nữa rồi. Hắn còn bảo những con rồng chết chóc của hắn cố gắng bay và ăn thịt tôi, nhưng tôi đã phá vỡ vòng quay và cắn ngược lại lũ rồng chết chóc. Tôi xé và nuốt thịt từng con cho đến khi giết hết lũ rồng chết chóc tại nơi đây. Tôi đã hấp thu từ cơ thể của bọn chúng một nguồn năng lượng và một nguồn thịt dinh dưỡng rất lớn, khiến người của tôi to ra, lớn hơn, và tôi đã thật sự trưởng thành. Wow, chúng tôi thật là ngầu và đẹp mắt. Nhưng mà khoan, chuyện này gác qua một bên, phải đi tìm tên anh trai chết tiệt và ngăn cản hắn trước đã. Thời giới rộng lớn, không biết hắn lại bay đi đâu nữa rồi. Sao bên dưới lại có tiếng la thảm thiết dữ vậy? Nhanh chóng xuống dưới đó xem cái nào. Ôi trời đất ơi, là những con rồng châu Á. Tại sao bọn chúng lại chết một cách thảm thương đến như thế? Là tên anh trai khốn nạn của mình. Lại là kẻ nào nữa? Là ta đi. Thì ra là ngươi. Ngươi thật mạng lớn chưa chết mà còn trưởng thành thêm nữa. Mau dừng lại đi, mau dừng lại những hành động tàn ác của mình đi. Tại sao ta phải nghe lời ngươi chứ? Ta không phải là thành viên của thế giới rồng nữa rồi. Dù ngươi có như thế nào, ngươi vẫn là anh trai của ta. Cha mẹ của chúng ta trong một trận chiến lớn đã chết, chỉ còn ngươi là ruột thịt với ta. Ta sẽ không để ngươi mãi như thế này đâu. Hãy dừng lại đi, nghe lời ta. Không thế này thì làm sao đâu? Cơ thể của hắn, cuối cùng cơ thể ta cũng đã lớn theo ý ta mong muốn rồi. Chết tiệt, ngươi càng ngày càng quá đáng. Vậy thì ta sẽ liều cái mạng này để ngăn cản ngươi, và đặc biệt ngăn cái ước mơ hắc ám của ngươi trở thành vua muôn loài. Giờ ngươi nghĩ ngươi vẫn có thể thắng được ta hay sao? Chết đi. May quá, mình chưa trúng ngay điểm chí mạng, mình vẫn còn sống.
còn biết tình anh trai của mình lại đi gây họa ở đâu nữa. À, không được rồi, mình phải quay trở về thế giới rồng, cầu cứu vua rồng, chân chạy hắn mới được. Tới nhà rồi. Hả? Hả? Có chuyện gì vậy? Trời đất ơi, mọi người bị làm sao thế này? Không, không, ngay cả những trưởng lão rồng cũng bị sát hại hay sao? Rốt cuộc là kẻ nào? Kẻ nào đã gây nên chuyện như thế này đây? Mọi người, có ai còn sống không? Thái tử rồng. Hả? Cậu quay trở về rồi ạ. Nhanh lên, nhanh lên. Là tiếng của ai? Ai còn sống vậy? Là tôi. Hả? Trưởng lão rồng, hay quá, hay quá. Ông hãy nói cho tôi biết, có chuyện gì vừa xảy ra vậy? Là tên anh trai đang chết của cậu. À, không biết hắn tu luyện ở đâu. Hắn có một cơ thể hắc ám tới đây giết chết hết chúng tôi. Không, không thể nào, không thể nào. Nhanh lên, nhanh lên. À, cậu hãy đi vào bên trong. Hắn đừng cố gắng giết cả vua rồng và ăn thịt ông ấy. Mau ngăn cản anh trai của cậu lại. Đi đi. Được rồi, được rồi. Không, không, dừng lại đi, dừng lại đi. Chết đi, chết đi. Tình vua rồng già yếu à. Không cho ta làm thái tử rồng thì ta sẽ thay thế ngươi trở thành vua rồng, vua của muôn loài. Không, không. Vua rồng từng dặn ta, vạn sự dễ đổi, bản tính khó dời, kẻ xấu thì không bao giờ tốt lên. Ta không tin, ta nghĩ rằng ngươi sẽ quay đầu hối cải. Nhưng thật không ngờ đến bây giờ ta chứng kiến hết tất cả. Ngươi quá độc ác, ngươi không bao giờ biết hối hận là gì. Vậy được rồi, ta không còn coi ngươi là anh trai nữa. Chúng ta sẽ trở thành kẻ thù. Ta sẽ liều cái mạng này để giết ngươi. Chết tiệt, ai là ngươi? Ngươi dai như đĩa vậy. Nếu ngươi coi ta là kẻ thù thì được, ta sẽ nuốt chửng ngươi luôn. Chết đi. Không lẽ mình trong bụng hắn hay sao? Không được, không được. Mình không để thế giới loài rồng và thế giới này lọt vào tay của tên tàn đồng như thế này đâu. Mình phải sống, mình phải tiêu diệt hắn. Mình sẽ tấn công hắn từ trong bụng, ăn tất cả nội tạng của hắn. Có chuyện gì vậy? Bụng của ta đau quá, đau quá. Chết tiệt. Người giết ta không dễ đâu. Cái gì vậy? Có thể của ngươi? Đúng vậy, có lẽ ta ăn nội tạng của ngươi, hấp thụ một nửa sức mạnh của ngươi rồi. Nhưng ta là chính nghĩa, nên màu sắc của ta cho nên ông anh rất đẹp mắt. Còn ngươi tà đạo, chỉ có màu đen màu đỏ xấu xí mà thôi. Cầm mồm, cầm mồm. Tao sẽ nghiền nát mày. Mày lúc nào cũng là vật cản đối với tao. Từ nhỏ mày đã không cho tao làm thái tử rồng, bây giờ mày muốn ngăn tao trở thành vua của muôn loài hay sao? Mày đúng là một thứ rác rưởi. Chết đi. Người bảo ta là rác rưởi, còn ngươi là thứ gì chứ? Hại kẻ khác, giết đồng loại, ngay cả em ruột của mình ngươi cũng muốn tiêu diệt luôn. Vậy thì ta sẽ thay thế cho những thành viên rồng khác, thay thế cho ý trời, xóa sổ kẻ tàn bạo như ngươi. Cái gì? Hả? Ta không thua được. Cuối cùng tôi cũng đã xóa sổ được tên anh trai tội lỗi của mình. Tôi mặc dù không vui nhưng vẫn phải cố gắng gánh vác thế giới của loài rồng, trở thành một vị vua rồng mới.